Đời người trong một câu Nhà vua ấy, ngay từ lúc lên ngôi báo đã giao cho một viên đại thần cái trọng trách sưu tầm dưới các bầu trời xa lạ những tinh hoa rải rác trong vũ trụ và những triết lý của cuộc đời. Ý cửu trùng muốn thu nhập những cái hay ở đời để dựng một nguyên tắc trị dân. 30 năm trời đã qua, vị thanh niên anh Tuấn ấy chờ đợi tóc đã điểm bạc lễ khánh thọ ngũ tuần đã cử hành long trọng trong hoàng cung lúc ấy đại quan thần cũng về với đoàn lạc đà bốn gió trắng bụi đàn xa và trên lưng chắc hơn nghìn sách quý mà vị đại thần đã có công kết tập trẫm đã nhiều tuổi rồi tinh hoa của trời đất nhiều đến thế trẫm làm sao xem hết khanh mang về rút ngắn lại cho trẫm đủ thời giờ xem Đoàn lạc đà lại chở những pho sách đi Và mười năm sau nữa Bộ sách lại rút ngắn lại còn năm trăm quyển Dâng lên ngự lãm Nhà du giúp chồng rau bạc phao Ngần ngại phán Hãy còn nhiều quá Tuổi trẫm đã lớn Đọc sao cho kịp Khanh chịu khó và gạn lọc một lần nữa Những tư tưởng huyền diệu trong ấy Viên đại thần tận trung không hề nghĩ đến số năm tháng đã tàn tạ trên đầu Lui về một nơi u tịch, kết tinh kho tư tưởng. Sau năm năm truyền miên, với bao nhiêu tinh hoa và tư tưởng của Kim Đông Tây, Diên quan già nua, mừng rỡ khi thấy kết quả. Năm trăm cuốn dùng lại chỉ còn một pho sách dày, một pho sách đầy chứa tất cả triết lý của muôn đời. Cuốn sách dần ấy, một buổi sớm được mang vào ngựa lãm, nhưng nhà vua đã nằm yên trên giường bệnh chung quanh ngự y chầu trực Vừa mở mắt nhìn vị đại thần tận tâm và cuốn sách quý giá Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi vua như ánh hoàng hôn Vua thở ra một giọng yếu ớt Dương đại thần quỳ xuống, lắng tay đón lấy Trầm yếu lắm, một trang sách còn chưa thể xem được Huống là cả cuốn Xong trước khi nhắm mắt Trầm háo hức muốn biết qua những tư tưởng gì, những triết lý gì đã chi phối cả đời người, đã điều khiển cả một vận mệnh. Khanh khá rút ngay quyển sách này thành một câu hay dài chữ cho trẫm xem kịp và đủ sức hiểu. Nét mặt dương đại thần trở nên trầm ngâm và hai mắt già nheo lại. Tử thần đã trần dần đau đó, các ngự y cúi đầu trước số mệnh, nhà vua nằm yên khắc khỏi chờ. Thời gian ngừng hẳn lại, không khí trở nên nặng nề và nghiêm trọng. Giàn son nội điện tự nhiên cũng hóa rầu rĩ. Mọi người chăm chú và kính cẩn nhìn viên đại thần đang lặng lẽ đem cuộc đời thu vào một câu. Sau một hồi suy nghĩ, viên đại thần từ từ bước đến bên án. Cả bộ văn phòng tứ bảo hình như rung khi bàn tay già đưa ra. Bàn tay kính cẩn nâng cây bút và nhẹ nhàng dạch trên mảnh hoa tiên những nét buồn lung linh. Mọi người đều ngó theo. Thần chết lúc ấy đã chập chờn đầu lông sàng, đã mấy lần nhắm mở, dù mới cất được một tiếng cười cuối cùng. Sanh lão bệnh tử. Thuật giả, tâm phước. Một đời người luống qua vô ích, chỉ kết liễu trong ân hận. Thiên thần hộ người trì giới Trong xã hội hôm nay, các thiên tai nhân họa như địa chấn, sóng thần, thủy hỏa tai, ôn dịch, chiến tranh, đụng xe, luôn phát sinh. Chúng ta phải làm sao để viễn ly vi tai nạn? Trong kinh quán đỉnh, Phật giảng, nếu như chúng ta quy y tam bảo, thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới thì mỗi giới có năm vị hộ pháp thần vương bảo vệ tổng cộng có 25 vị thần những thần vương này lại có hàng hà sa số quyến thuộc thảy đều ủng hộ người tu trong phật thuyết tứ thiên vương kinh cũng ghi giống vậy vì trần là một phật tử thuần thành năm nay 72 tuổi mặt hồng hào sáng rỡ tinh thần sung mãn Ai gặp cũng khen gì, vừa trẻ vừa xinh, chẳng thấy nào đoán ra, đó là bà già hơn 70 tuổi. Nhưng khoảng 10 năm trước, tinh thần của dì Trần khác xa hiện giờ. Lúc đó, dì là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng, quanh năm phải uống thuốc vì chứng bệnh già suy. Mỗi khi đến bệnh viện, dì rất lo sợ, sợ khi kiểm tra sẽ phát hiện thêm bệnh mới nội tâm luôn sợ chết. Ngày nào cũng sống trong thấp thởm lo âu. Cho đến một ngày kia, dì đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn báo ứng hiện đời. Về nhà xem xong, dì thoát nhiên đại ngộ. Té ra trên đề này, còn có Phật Pháp là thuốc hay chữa lành bao chứng bệnh. Không những khéo chữa trị thân tâm, mà còn làm lợi ích cho chúng sinh. Từ đó, Dì Trần bắt đầu học Phật, ăn chay, sám hối nghiệp chướng, bắt đầu tụng niệm, lễ bái, in kinh, phóng sinh. Hành trình như vậy nhiều năm, thân thể dì ngày càng khỏe lại. Dì tu theo Pháp Phật, đến năm thứ hai thì xảy ra một việc chẳng thấy ngờ. Chiều đó, dì cùng cháu gái tản bộ nơi công viên, vừa đi đến khúc quanh thì từ phía sau thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp tông thẳng vào dì trần kỳ khoái là xe tông vào dì rồi thì nó dội ngược bắn thật mạnh ra xa ngót 10 mét rồi ầm một tiếng cả xe lẫn người gây tai nạn rơi thẳng xuống cái hồ đối diện ở phía bên trái đứa cháu gái hoảng hốt vội nói trời dì có sao không bị đụng mạnh quá mà không không sao hết Dì Trần mỉm cười đáp. Có lý nào như vậy được? Con thấy rõ là xe tông gì mạnh, tới mức mà nó bật ngược, răng xuống hồ mà. Thôi, để cô đưa gì đi bệnh viện kiểm tra nha. Không sao, chẳng cần làm như vậy. Đường lúc hai dì cháu đang nói, thì người chạy xe té xuống hồ đã bò lên được bờ. Y nổ khí xuân thiên lao tới, dù còn ở đằng xa, Y đã hấp tấp chỉ vào mặt dì trần quát trời ơi cái bà già này lụ khụ vừa thôi dám đụng xe vô tôi hả bụng chết hay gì vậy đám đông bu quanh cũng giao nhau lên tiếng trách mắng người đạp trời xe trời ông ta ơi, bị la đến nỗi cứng họng hết nói đành bẽn lẽn bỏ đi tới chỗ phù lôi cái xe lên mọi người vội khuyên dì trần trời ơi dì phải đi bệnh viện khám ngay chúng tôi thấy xe tông vào dì rất mạnh Giúp cho an tâm đề phòng rủi ro mà thế là dì trần đến bệnh viện kiểm tra kết quả ngoại trừ vùng lưng bị một chút thương tích ra còn lại đều bình thường không có bất kỳ vấn đề gì do vậy người cháu ở cạnh bên cảm thấy rất lạ sau đó dì trần thuật lại cho tôi nghe trong khoảnh khắc bị xe đạp tông dì có cảm giác như sau lưng mình vừa có tấm sắt chắn ngang bảo vệ nhờ vậy nên không có bị đau, mà cũng không kịp biết việc gì vừa xảy ra. Tôi nói, con nghĩ là nhờ gì trì giới nghiêm nhặt, lại tỉnh tiếng tu theo pháp Phật, cho nên được Bồ Tát Di Đà Hộ Pháp đến giúp gì quá giải tai nạn. Đã hiện ra tấm sắt cản xe đạp lại, tránh cho gì không bị thương đó. Quy lực Phật Pháp, quả không thể chỉ tưởng. Người trì giới chuẩn bực, trong lúc nguy ách, sẽ được báo nặng, lãnh dẹ, gặp dữ, hóa lành. Giải thích thêm, vì sao có người tin tấn tu học Phật mà vẫn bị tai nạn? Đó là vì trước khi chưa học Phật, đời này, kiếp này, họ đã tạo các ác nghiệp, sát, trộm, dâm, vân vân Thậm chí, những ác nghiệp tạo từ vô thị kiếp đến nay đã chín mùi nên quả báo hiện tiền. Một khi tu học Phật rồi, nếu biết nhất tâm sám hối, bỏ ác theo thiện, vĩnh viễn không phạm lại. Nếu lấy trì giới làm gốc, tinh tấn tu, liền có thể hóa giải tai nạn, hoặc tội nặng, trả nhẹ. Khi lãnh quả báo hay tai ương, phải hiểu là mình đang giải tốt nghiệp quá khứ. Trong Kinh Kim Cang có câu, Những thiện nam tín nữ trì tụng kinh này, nếu bị người khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của họ đáng phải đọa ác đạo. Nhờ đời này bị khinh chê nên tội nghiệp đời trước ác được tiêu diệt. Diễm Tuyết Lần đầu tôi gặp Diễm Tuyết trong Pháp hội Thủy Lục tổ chức tại chùa. Lúc đó cô đứng sau lưng tôi. Do người đông tôi bị chen lớn xô va vào Diễm Tuyết. Sau đó khi biết cô có thai đã mấy tháng, tôi liền tìm chỗ cho cô ngồi nghỉ. Xong buổi lễ, Diệm Tuyết đối với tôi cực kỳ tin tưởng. Cô buồn rầu kể cho tôi nghe chuyện gia đình mình. Diệm Tuyết nói rằng, mình 28 tuổi, kết hôn đã 2 năm. Hồi mới cưới, anh Trương chồng cô rất quan tâm yêu thương vợ, lăng xăng chăm sóc đủ điều, khiến Diệm Tuyết vô cùng vui sướng, dệt đầy mộng đẹp về tương lai. Nhưng tiếc thay, hạnh phúc thường không kéo dài. Chẳng bao lâu, mái ấm êm đềm đầy đã bị sự xuất hiện của người thứ ba là dịp tiểu thư phá vỡ. Mới đầu, anh Trương chỉ lén lăng nhăng qua điện thoại. Dù có tình cờ đọc phải tin nhắn của cô Diệp, Diệm Tuyết vẫn ngây thơ chưa phát hiện ra. Nhưng sau đó, thấy chồng đi làm hay la cà ở ngoài, đêm cũng không về ngủ, lòng Diễm Tuyết rất bất an, nhưng cô vẫn đinh đinh là có lẽ do chồng mình quá bận việc nên không sẵn để quan tâm đến mình. Cô không dám nghĩ đến điều rủi ro, bởi lúc này cô đã có thai. Một ngày mùa đông, cô tình cờ phát hiện mối giao du bất thường giữa chồng mình và tiểu thư Diệp, bao hy vọng của Diễm Tuyết ngay đây tan vỡ sự thật còn phủ phàng hơn khi chồng cô ngang nhiên thừa nhận tình yêu dành cho cô họ diệp đó còn nói là họ đã sống chung với nhau đối diện với sự phản bội của chồng diễm tuyết cực kỳ thất vọng tim như bị xé nát phẫn độ đến tận cùng thế là cuộc gây cãi nổ ra nhưng hai bên chưa nhắc gì đến ly hôn diễm tuyết thống khổ trăm chiều muốn tâm được an ổn giải thoát cô bèn tìm đến phật pháp và siêng năng tham dự các lễ hội trong chùa cô hy vọng nhờ phật lực gia trì giúp cô vơi bớt niềm đau nhìn Diễm thuyết thân đang mang thai nghẹn ngào kể lễ khóc không thành tiếng trong lòng tôi đầy thương xót cảm thông tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cô không ngừng vỗ về an ủi. Thật ra, nguyên nhân thống khổ này bắt nguồn từ câu chuyện kiếp trước do chính cô tạo ra. Vào niên đại năm 1930, trong giới quý tộc giàu sang ưa ăn chơi tại Thượng Hải, có một nhà kinh doanh trẻ tuổi họ Kỳ rất nổi tiếng. Trong một buổi dạ yến, anh Kỳ quen cô vợ của một đại gia họ Trần, hiền thuộc, quý phái Họ kỳ đã có vợ con đùm đề nhưng nét mỹ miều của trần phu nhân đã khiến cho trái tim anh rung động đắm say thế là họ kỳ nghĩ cách phải chinh phục giai nhân cho bằng được do vậy mà cứ năm ba hôm anh lại đến trần gia biếu tặng nhiều trang sức đắt giá cuối cùng trần phu nhân trẻ tuổi cũng bị cưa đổ và ngã vào vòng tay họ kỳ khi ông trần hay được chuyện này đất trời như sụp dưới chân vì danh dự gia tộc nên ông ráng nén giận, giận nhẫn nhịn nuốt hết cay đắng vào lòng kể từ đó trở đi ông trần chỉ biết mượn rượu giải sầu suốt ngày say sưa từ cam đọa lạc vì vậy mà gia nghiệp mau chóng rùi tàn lụn bại phận anh kỳ và bà trần do tính khí không hợp nên thường xuyên bớt quà Cuối cùng, họ cũng chia tay. Cả hai gia đình đều lâm vào cảnh thê ly tử tán, kết thúc trong bi thảm. Anh Kỳ hào hoa bay bướm kiếp xưa, giờ chính là diễn tuyết. Còn Trần Phu nhân chuyển sinh thành anh Trương, chồng diễn tuyết khi giờ. Riêng Trần Tiên Sinh, người chồng đau khổ bị phụ tình, nay chính là cô Diệp, giờ đang xuất hiện trong vai người thứ ba, xen vào phá tan mái ấm của diễm tuyết tả lại nỗi đau bị đoạt người phối gẫu trong kiếp xa xưa lại cho địch thủ đời này mối quan hệ vận hành theo luật nhân quả trả vay đã khiến ba người gặp lại nhau khác chăng là giới tính đã thay đổi nhưng do những ác nghiệp đã tạo thuở xa xưa mà người trong cuộc phải nếm lại mùi vị thống khổ từ bi kịch hôn nhân này tôi bảo diễm tuyết bạn đừng nên khởi tâm hận quán chồng nữa Bởi trong quá khứ Bạn từng đoạt vợ người Nên kiếp này mới nếm cạnh phụ phàng Bị người giật lại Đã bước vào đường học Phật Thì phải tin sâu vào nhân quả Bạn nên sám hối tội nghiệp đã tạo kiếp trước của mình Hãy tụng 49 bộ Kinh địa tạng Hồi hướng cho chồng và cô dịp Để chuộc lỗi xa xưa Nếu bạn chịu thành tâm sám hối Tụng kinh, ăn chay phóng sinh thì tương lai đời bạn sẽ hạnh phúc. Diễm Tuyết mắt đầy lệ, mỉm cười, gật gật đầu. Sau này, khi gặp lại Diễm Tuyết, tôi giận không ra, vì trong cô trẻ đi rất nhiều, mặt bày hồng hào, cười rạng rỡ. Rất dễ dàng nhận thấy cô đã đạt được giải thoát an vui nhờ vào Pháp Phật. Kim Doanh Kim Doanh một cô gái khoảng 30 tuổi, hướng hòa thượng Diệu Pháp khóc kể nỗi khổ của mình. Hồi con 16, 17 tuổi, con tình cờ xem cuốn sách lịch sử Phật Thích ca. Ngày sau đó con nhớ mãi, đối với chuyện này, yêu thích, không muốn rời tay. Sau đó con đọc tiếp các sách cơ bản của Phật giáo, con mới biết Phật giáo là thánh địa ngũ đại sơn. Nên con luôn mơ tưởng, mong được lên đó một lần nhưng tốt nghiệp ra trường rồi thì Con đi làm Mãi đến năm 27 tuổi Nguyện vọng này của con mới được thực hiện Vừa đến ngũ đài sơn Kim Doanh có cảm giác rất thân quen Hơn nữa Còn thấy ngũ đài sơn Mới chính là cố hương của mình Khi cô vào chùa Ngủ ở nhà khách Và được giao tiếp cùng với các tỳ kheo đi Cô cảm thấy họ giống như là quyến thuộc của mình Vừa ở là không muốn về cô thực sự quên luôn cảnh nhà thậm chí quên luôn mình đã ở quá kỳ nghỉ phép mãi đến khi ni sư nhắc nhở con không về làm việc sao cô mới sực tỉnh và nhớ ra vội quay về nhà về rồi mới biết gia đình đang chuẩn bị phái người đến ngũ đài sơn tìm cô bởi từ lúc cô rời nhà không hề gọi điện thoại về thăm một lần nào cô ở quá ngày phép mới mò về khiến cho mẫu thân nóng ruột lo lắng đến phát bệnh tim. Cô bị người nhà trách bắn cho một hồi. Mẹ cô tuyên bố. Từ rồi về sau, không được đi đâu nữa, nếu không muốn tôi mau chết. Nhưng lần biến của Đài Sơn đó khiến cô vương vấn nhớ nhung mãi, thậm chí nhiều lần nằm mơ còn thấy mình mặc y phục người xuất gia. Chẳng bao lâu, cô quyết định phải đi tu. Mẹ cô cực lực phản đối. Cô thưa với mẹ. Mẹ Mẹ cũng tin là có Phật mà Còn xuất gia không phải là việc tốt hay sao mẹ Huống chi trong nhà vẫn còn anh chị Và đám con cháu dây quanh mẹ Như thế chưa đủ sao mẹ Mẹ không cho con xuất gia Mẹ có biết làm như vậy là con khổ lắm không Mẹ cô thẳng thừng bảo Không được nhắc đến chuyện này nữa Ai muốn xuất gia cũng được Ngoại trừ con ra Ngày nào mẹ còn sống á mẹ nhất quyết không cho con xuất gia con mà đi tu là mẹ chết liền cho con coi không còn cách nào khác cô chỉ còn nước học theo phật trốn nhà đi tu bèn âm thầm xin nghỉ việc để làm một phong thư lén rời khỏi nhà cô lên ngũ đài sơn vào chùa xin trụ trì cho xuất gia nhưng trụ trì bảo cô trước tiên khoan cạo tóc cứ ở đây tập tu xem có thích ứng với đời sống xuất gia không nào dè mới nửa tháng, anh cô đã tìm đến, kể rằng cô vừa rời nhà, thì hôm sau mẹ đã phái người đi tìm ngay, nhưng không ai biết cô ở chùa nào. Họ đi tìm liên tục suốt nửa tháng nay, tới giờ mới lần ra chỗ cô cư ngụ. Anh còn bảo, Mẹ vì em đội sức gia mà phải phát bệnh tim nặng đến phải nhập viện. Hiện giờ sống chết chưa rõ. Thế là cô phải theo anh trai trở về. Mẹ cô cũng vừa mới ra viện, đang nằm ở nhà dưỡng bệnh. Cô than với hòa thượng, "Đúng là con xuất không ra khỏi gia, nhưng tâm trí con đến nay vẫn để ở chùa. Con đã hơn 30 tuổi, nhưng tới giờ vẫn chưa được tự do, khó thể thực hiện ước mơ của mình. Hàng ngày con sống với cái xác không hồn. Xin sư phụ hãy chỉ dạy con phải làm sao đây?" Cô Kim vừa nói, lệ tuôn đầm đìa. Khóc nghẹn gào đứt nở, Hòa thượng đợi cô bình tĩnh lại, Rồi bảo, Con chưa từ bỏ ăn mặn sao? Dạ chưa. Vậy thì hãy bắt đầu bỏ ăn mặn ngay đi. Mỗi ngày nhớ hành trì công phu, Tụng niệm các khóa lễ sáng tối cho đều đặn. Dù có đến sở làm, Thì trong lòng lúc nào cũng luôn niệm Phật. Nên học thuộc chú Đại Bi, Tâm Kinh, hay tứ trọng thanh tịnh minh hối và thường trì tụng tụng kinh tối xong thì ngồi tĩnh tọa từ bốn mươi phút đến một tiếng hàng ngày phải kiểm điểm những lỗi thập ác đã tạo trong đời này phát tâm sám hối còn hành trì công phu đều đặn như thế thì cũng giống như người xuất gia nên xem nhiều kinh sách nhất là kinh lăng nghiêm cần phải đọc cho nhiều để tăng trí huệ. Dù ở nhà cũng có thể hoàn pháp lợi sinh, tùy duyên độ người, không nên cưỡng cầu. Người học Phật phải lấy lợi ích chúng sinh làm trọng. Huống nữa đây là mẹ con, không thể vì muốn thỏa mộng của mình mà làm tổn hại đến bà. Thời gian con có thể xuất gia khoảng chừng ba năm nữa. Tức là, nếu như hiện tại con có thể buông xả mọi chấp trước, tu tập tinh tấn như ta bày, thì chắc chắn sẽ có hy vọng. Cô Kim nghe hòa thượng dạy, cung kính vâng theo. Tối đó, lúc gần đi nghỉ, tôi hỏi sư phụ, nhân duyên nào mà cô Kim muốn xuất gia? Sư phụ kể, Trăm năm trước, có chàng trai trẻ tu theo đạo lão ở ngũ Đài Sơn được một thiên kim con nhà quý tộc kính ngưỡng. Ngày nọ, tiểu thư đi cùng con hầu đến đạo quán. Hướng đạo nhân hành lễ, rồi dâng một túi vải nhỏ. Đạo nhân tiếp nhận, sau đó mở ra xem. Thấy bên trong là một số ngân lượng, lòng rất cảm động. Cứ thế, hai bên qua lại mãi, dần dần có cảm tình đạo nhân không chống nổi nữ sắc cám dỗ cuối cùng thành hôn cùng tiểu thư do sợ người dèm pha tiểu thư dẫn a hoàng theo mình cùng chồng vào chốn thanh sơn thủy tú gây dựng mái ấm sau khi kết hôn hai người chung sống hạnh phúc tương kính như tân người chồng vẫn còn ưa tu thi tử một bề chăm sóc ưu ái quan tâm chàng đối với nàng tơ tình càng dấn dít con hầu của tiểu thư cũng ở dậy phụng sự họ cho đến mãn đời cô kim đời nay là hậu thân của chàng đạo sĩ nọ do tình ái sâu nặng mà bị chuyển thành thân nữ mẹ cô chính là tiểu thư quý tộc còn phụ thân kim doanh chính là a hoàng do đời trước sống hết dạ phụng khiến chu toàn nên đời nay được chuyển làm thân nam tử nhưng đối với tiểu thư và đạo nhân kiếp xưa giờ vẫn một lòng quan tâm chăm sóc nghe sư phụ khai thị tôi chỉ biết thở dài người tu nếu không cắt dứt tình chấp luyến ái cuối cùng cũng khó thoát khỏi luân hồi thực là tu hành khó khó như đi lên trời giáo dục gian nan như trồng sen trong lửa đoạn dục khó khó như nấu cát thành cơm vì vậy nghe pháp tinh thọ hành trì tinh tấn đoạn dục khử ái mới là căn bản của người tu thân khuyển mạng Mấy năm trước tôi qua Mỹ thăm bạn Được dẫn tới một khu vườn vui chơi nổi danh để tham quan Tiến vào cổng lớn không xa Thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng Vừa đổ lại, ngay trước mặt chúng tôi Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao Lông trắng mướt như nhung Và cái bờm dài tuyệt mỹ Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời Kali tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái uy vũ bớt phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng hay biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần tới cổng lớn, tôi thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này, thần thái của nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng phải 20 tiếng, trong nó đừ đẫn mà đau lòng. Tôi lang mang suy nghĩ, chẳng biết con tuấn mã này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì mà đời này sinh làm tuấn mã phải ở đây kéo xe suốt ngày hôm nay đã có biết bao nhiêu du khách ngồi cho nó kéo và một năm có biết bao nhiêu người không lẽ ha, kiếp trước nó thiếu nợ đến gần ấy người ư sau khi về nước tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ hòa thượng diệu pháp bảo con ngựa đó đời quá khứ từng là người da trắng làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông, có hơn trăm nô lệ làm việc. Họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục hành hạ áp bức của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức đọa địa ngục thọ khổ, mạng báo ở địa ngục, Đi đầu thai vào cõi thú, xin làm con ngựa này, mang ngoại hình tuấn tú bỉ miều thể lực mạnh mẽ trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ nếm lại cái khổ làm nô dịch cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột đầy ải chỉ có hơn trăm người nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đại đám nô lệ da đen quá mức đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch mà đối với hành vi phi nhân tính tức là xúc phạm chà đạp con người quá quắt thì y đã có lỗi với toàn nhân loại do vậy mà ngày nay y phải chịu người điều khiển cưỡi ngồi không được nghỉ ngơi đó là quả báo y phải trả tội nghiệp của y sâu nặng chẳng biết còn phải làm trâu ngựa hằng bao lần nữa đến cuối cùng khi y được chuyển sinh làm người thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện khổ hết chỗ nói tôi nghe xong trong lòng tỉnh ra ai mà ngờ con tuấn mã khả ái đáng thương này lại có quá khứ chẳng vẻ vang như thế tôi thầm nghĩ nhất định phải tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho con tuấn mã để nó sớm chuột đền tội nghiệp thoát ly biển khổ đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu, oán khí xung thiên của họ. Lúc này, hát cư sĩ ngồi cạnh bên tôi, bà là Hoa Kiều, định cư ở Mã Lai, đột nhiên hỏi, Thưa sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Misu, từ nhỏ đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này cũng rất có tính linh, không lâu thì nó bỏ ăn thịt ăn chay theo khiến cả nhà con hết sức là vui mừng. Gia đình chúng con giờ đến Mã Lai rồi thì hai năm sau Misu chết. Chúng con rất là buồn. Mẹ con có đến chùa lập bài dị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết giờ nó đã sinh vào cõi thiện chưa? Mong sư phụ tự bi quan sát giúp giùm chúng con với. Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười nói. <cười> con chó này, nhờ đời trước ở nhà người nghe kinh ăn chay chết rồi được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa nên đó đã chuyển sinh làm người rồi hiện cũng đang ở mã lai là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp nghe hòa thượng nói xong hát cư sĩ im lặng bấm đốt tay rồi kinh ngạc lẫn vui mừng la lên sư phụ ngài thật sự hay quá mì sưu chết tính đến nay cũng đúng 17 năm Xin ngài hãy cho con biết Cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu Tên là gì Con rất muốn gặp cổ Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười Tôi hỏi hát cư sĩ Nếu tìm được gặp cổ Bà sẽ nói gì Bà sẽ nói là Em ơi trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư Cổ mà không đánh bà mới là lạ đó Hát cư sĩ cũng bật cười Vì sự vô ý trong nỗi của mình Sư phụ hiền hòa nói Có duyên thì sẽ gặp nhau Rồi sẽ có ngày nó cùng gia đình bà hội ngộ Vừa gặp đôi bên sẽ thấy rất thân thiết Và nó sẽ báo đáp gấp bội Lời xưa nói Bách niên tu đắc đồng thuyền độ Tức là tu trăm năm mới được đồng thuyền Cho nên chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương có bạn bè thân quyến, thậm chí bao gồm luôn cả cựu nhân, đồng tụ hội thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắn sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường. Sư phụ từ bi như thế đó. Ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa lần bái thăm này khiến tôi thu được lợi ích rất lớn lợi ích tự áo, áo xanh, xanh. phú lạc dương tỉnh hà nam có một gia đình ba nhân khẩu ông chồng thì thành thực bà vợ siêng năng đảm đang con gái họ 17 tuổi mỹ lệ khả ái nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc ấm êm nhưng quả thật đúng như câu châm ngôn nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói. Nhân dịp tình cờ, nữ chủ nhân hướng về tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao nhiêu năm qua của bà. Bà và chồng xuất thân từ nông thôn. Trước khi kết hôn, cũng chưa có cảm tình hay quen biết nhau trước. Chỉ là lúc gặp mặt, bà thấy ông kiệm lời ít nói, cử chỉ thận trọng. Bạn nghĩ thầm, đây là trường phu có nề nếp, phong cách đáng để cho mình đương, nên ưng thuận thành thân. Cưới nhau rồi thì mới phát hiện, bản thân ông chồng có quá nhiều tật, khiến cho bà chẳng cách chi dung đổi. Chẳng hạn như ăn cơm, thì ông nhai chốc chết rất thô. Bà kể, nếu như mà ăn mì, thì láng giềng trên lầu dưới lầu đều có thể nghe rõ tiếng. Ông nhai nuốt, húp rồng rột. Còn khi ăn cơm, thì dù buổi giải chảy như sông, ông cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi ăn biết, bất kể là nhà có khách hay không. Còn nữa, một khi ông mắt đánh rắm, thì cứ thả bừa rất tự nhiên, chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi. Pháo từ mông ông cứ nổ giòn, liên thinh hoặc lẻ tẻ, khiến những người có mặt phải lúng túng, ngượng ngùng vô kể. Còn ông, thì cứ điềm nhiên tỉnh khô như không có chuyện gì. Bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào, ông chồng cũng vẫn trơ ra như là cây du bị bốc hết vỏ. Cứ tôi sao thì hiện vậy, một bề không thay đổi. Những chuyện xảy ra như thế này nghe rất vụn vặt. Nhưng giữa chuyện vợ chồng, đã vì vậy mà hột hạt biết bao nhiêu lần. Bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười mặt thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tủ hậu mà không hề biết mắc cỡ giống như không có thể diện ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài do vậy đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn nhưng thường bị bạn bè thân thuộc khuyên can ngăn trở phần bà hãy nhìn thấy chồng là trung tâm đã bực chán phiền muộn ứ đầy con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha. Nó chưa từng được ông bồng ẩm, nô đùa hay dẫn đi chơi. Đối với cha nó, thì nó cũng ôm bất mãn đầy. Vì rất ít khi được trò chuyện giao tiếp cùng cha, bị ông cư xử giống như người lạ. Đến bây giờ, hãy hai mẹ con đang trò chuyện nói cười, chỉ cần ông vừa bước vào nhà, thì họ lập tức im bặt. Từ lúc quy y Phật môn con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hàng ngày, bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học, nên hàng ngày đi đường, nó luôn tranh thủ tụng chú Đại Bi, xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền bực bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt ai dè yeah, từ lúc ăn chay rồi thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi nên phải phân phòng ở riêng chẳng ai lý tới ai họ ngủ riêng đến nay đã ba năm bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ nên hiện thời bà thường bị nhức đầu lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc, bà chỉ hơn 40 tuổi, nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh dày vò và bình hoạn hành hạ làm cho tiều tụy. Tôi biết, đây là ác duyên đời trước tù hội, không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải. Vì vậy, tôi gọi điện thỉnh giáo hòa thượng diệu Pháp. Sư phụ im lặng một chút, rồi hướng về tôi giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng. Sư phụ cho biết, nữ cư sĩ này kiếp trước là nạn nhân ít, nghèo khổ sống ở thăm sơn, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Ngày nọ, ông ít đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông, Nghe nói, trên núi có cây du ngàn năm á, Vỏ nó làm thuốc cực quý Do núi cao hiểm trở Ít ai chịu đi nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán, nhất định sẽ phát tài kiếm bổn tiền. Ông ít nghe xong, thập phần mừng rỡ. Thầm tính, tiền kiếm được lần này, sẽ dành để cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông ít rèo đèo lội suối, lên tận núi cao, và cuối cùng tìm được cây du to khoảng ba người ôm. Ông thật là mừng, vì được quá ước mơ. Bèn cầm rìu khởi sự róc vỏ cây, làm hồi lâu thấm mệt. Ông dựng rìu dưới cây, trèo lên chán ba cây nằm ngủ. Đang say giấc nồng, ông bỗng thấy có một công tử mặc áo xanh, quỳ trước mặt ông khóc lóc, nói bên đây là cây du, hiện đang tu luyện đã ngàn năm rồi, chỉ còn ba năm nữa thôi, thì sẽ đắc đạo thành tiên. Nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết, thì sẽ lâm vào cảnh, công mất, khí tận. Vì vậy cầu xin ông ít hãy từ bi gia hạn thư thả cho để ba năm sau hẳn tới róc vỏ Mình tu thành tiên rồi sẽ đáp tạ thâm ân nói xong liền lạy ông x mấy cái lúc đó ông x hét to không được không được tôi đang cần cưới vợ không thể nào đợi ba năm được rồi ông x giật mình thức giấc công tử áo xanh chẳng thấy đâu cuối cùng ông x cùng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở, kiểm hàng, cân đo. Ông X, do không biết chữ, nên vội nói. Tôi cực khổ dữ lắm, mới đem được thuốc quý về. Anh không được cân gian dối, lừa tôi đó nghe. Anh chủ tiệm liền đáp. Yên tâm đi, tôi mà dối gian hả, thì tôi làm con anh. Ông X đó, đời nay chính là nữ cư sĩ này. Chồng bà chính là cây du ngàn năm, gặp thảm nạn, bị lột hết da. Tục ngữ nói, người cần mặt, cây cần vỏ. Chẳng phải nữ tu sĩ hay nói, chồng bà hành xử giống như cây du bị lột vỏ, không mặt, không da, không thể diện sao? Quả thực, bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán, và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước rất quan hệ đến đời này. Chủ tìm thuốc đúng là có cân gian của ông X hai lạng. Do lời thề nói láo làm con, nên giờ y phải sinh làm con, nhưng không còn mang thân trai mà là thân con gái. Bởi chính cho y đề xướng, chỉ điểm và xúi dục ông X róc vỏ cây du, phá hủy đào nghiệp ngàn năm của cây nên tội lỗi y cao nhất, đứng đầu. Vì thế, mà đời này, y phải chuyển sinh làm con trong gia đình nghịch chuyên với mình, mang thân nữ so với thân nam khổ hơn rất nhiều. Huống nữa, lại là một đứa trẻ không hề được cha yêu thương hay để mắt tới. Vậy chẳng phải là khổ càng thêm khổ sao? Đây cũng chính là nguyên nhân quan hệ khác thường, cực kỳ lạnh nhạt giữa cha và con gái hiểu rõ nhân quả kiếp trước đời này rồi. Nữ cư sĩ và con gái cần thành tâm sám hối tội lỗi đời trước. Bà cần phải sám hối với người chồng đời này. Con gái cũng phải kiên trì sám hối để xóa đi oán hận trong lòng phù thân. Sở dĩ ngày nay, ông trở thành kẻ không thông tình đạt lý như thế, đều là do hành vi của hai mẹ con đã làm trong kiếp trước. Hai mẹ con sau này phải chí tâm sám hối, vì cái du xưa mà tụng 49 biến kinh địa tạng. Khi nhân duyên hồi đủ, thời khắc đến, thì quan hệ gia đình cả ba người nhất định sẽ cải thiện, cùng hưởng mối vui tình thâm. Có lẽ, nhờ nữ cư sĩ cùng con gái phát tâm tu, siêng năng tụng kinh, trì chú, ăn chay niệm Phật, ngót ba năm nay, nên được cảm ứng. Cũng có lẽ là cơ duyên họ đã thuần phục, nên khi tôi truyền đạt lại mọi nguyên nhân cội rễ mà Hòa Thượng Diệu Pháp vừa giảng, thì mẹ con bà như trong mộng chợt tỉnh, hoan hỷ, tin giận. Nhất là con gái bà, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, bảo mẹ. Má ơi, má và ba chung sống mười mấy năm nay, má cứ giận trách ba là không mặt không da. Té ra là tại má, má đã tuốt hết da vỏ thể diện của ba, nên mới ra non nổi như vậy. Câu nói này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. <cười> Nửa tháng sau, nữ cư sĩ từ Lạc Dương gọi điện tới báo tin vui, nói chứng đau đầu của mình đã hoàn toàn hết, và các bệnh khác cũng nhẹ đi nhiều. Hiện tại, cứ mỗi hai tiếng, bà tụng xong một bộ kinh địa tạng, chồng bà cũng đã dần thay đổi. Bà quyết tâm tụng cho xong 49 bộ kinh địa tạng, sau đó sẽ tiếp tục tụng mỗi ngày một bộ hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới nguyện tất cả đều có thể nghe đến kinh địa tạng hiểu lý và hưởng được lợi ích tôi nghe xong thật mừng cho bà chúc họ sớm thành gia đình phật hóa thuận hòa hạnh phúc mỹ mãn phúc mỹ mãn chuyện các khoa học gia tác giả viết này là cư sĩ từ quan cả nhà ông đều là những nhà khoa học lỗi lạc song thân ông là hai khoa học gia đồng cộng tác tại Viện Khoa học Trung Quốc. Sau khi tác giả nghiên cứu Phật giáo, sinh cảm phục và phát tâm quy y Tam Bảo, chính lòng hiếu thảo và tâm tánh ứng dụng Phật pháp của ông đã cứu được mẹ ngay lúc một chân bà đã bước vào quỷ môn quan. Nhờ vậy mà cha mẹ ông hồi tâm, đồng bước vào con đường tu học theo Phật. Câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Mời quý vị xem bài văn tự thuật của ông tháng 2 năm 1989, tôi quy y Phật tại chùa Hòa Long ở Tây An với đại sư Trí Chân. Năm 1991, tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một cao học nọ ở Bắc Kinh. Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo người, vừa nghiên cứu khoa học, vừa tu hành. Tuy chưa đủ tinh tấn, nhưng trong sinh hoạt lẫn công tác đã hưởng được nhiều lợi ích thâm sâu. Trước đây những chuyện học Phật chiêu cảm ứng vô biên Toàn là tôi được nghe các pháp lữ kể Nhưng sau này Thì chính tôi đích thân trải qua Chuyện có thật này phát sinh Ngay tại nhà tôi Kỳ lạ và huyền diệu không lường Vì muốn báo ơn chư Phật, Bồ Tát Tôi xin đem việc này thuật lại Mong chư vị Phật tử tăng trưởng Thêm lòng tin chân chánh kiên định Đầu năm 2008 Mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng Chưa đầy nửa năm đã bốn lần do tim đập mạnh ngừng đột ngột mà bị hôn mê gất xỉu có lần ba tôi ra chợ mua đồ mới rời mẹ tôi ra đường chừng khoảng nửa tiếng thì khi về đã thấy bà té nằm trên đất dập đầu chảy máu rồi sau đó dù bà có tỉnh nhưng không đủ sức bò dậy lúc tôi đưa mẹ đến các bệnh viện lớn điều trị mẹ tôi không còn sức để đi bác sĩ khám thấy tim mẹ tôi đập nhanh hay bị hồi hộp hoảng loạn mạch bị bể và nhảy bất thường. Bác sĩ bảo, người già 85 tuổi mà mổ sẽ nguy hiểm rất lớn, nếu không suy kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật, vì vậy chỉ có thể dùng thuốc để xoa dịu bệnh tình thôi. Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách một hai ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp, nhưng thấy điều vô hiệu. Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí, đại khí tượng mới dự báo khí lạnh vừa đến tân cư, thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thần thể bà suy cực điểm, ban đêm tim thường gừng đập và nhảy loạn xạ, gây cho bà cảm giác hồi hộp khủng hoảng. Thứ bảy cuối tháng 5, 2009, tôi đến thôn Trung Quang thăm sông thân. Cha tôi bảo, khi trời mùa hạ ôi bức, nung nấu như thế này, e rằng mẹ con không qua khỏi. Không thể ngồi đó nhìn mẹ chờ chết. Trong giây phút nguy cấp, tôi nghĩ đến Phật Pháp và muốn ngầm tạo công đức cho bổ thân. Lúc đó tôi mới thuộc Kinh Kim Cang. Tôi biết Kinh Kim Cang, vi diệu không thể nghĩ lường, nên quyết định tụng Kinh Kim Cang, hồi hướng công đức cho bà, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh mẹ tôi chuyển tốt. Thế là Chủ Nhật, tôi bắt đầu tụng, hàng ngày cứ 5 giờ sáng, tôi thức dậy tụng một bộ kinh kim cang, tụng rồi thì hồi hướng hai nguyện. Một, trước tiên là cầu cho quan gia trái chủ của mẫu thân. Học Phật hơn 20 năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chướng, nhất định là do quan gia trái chủ tìm đến đồi nợ, quấy nhiễu. Vì vậy, rất cần hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này. Nội dung hồi hướng đại khái như sau: tôi xin hồi hướng công đức tụng kinh kim khang này cho tất cả quan gia trái chủ của bổn thân xin chư vị quan gia đừng hành hạ giày vò mẹ tôi nữa tôi biết các vị rất khổ mẹ tôi cũng khổ nhưng cứ quấy nhiễu như thế này sẽ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương đều bị thiệt hại giờ đây tôi tụng kinh kim cang xin hồi hướng công đức cho chư vị cầu chư vị tiêu nghiệp chứ có thể ly khổ đắc lạc thác sinh vào cõi lành mong chư vị phát tâm quy y tam bảo, tin và nguyện niệm Phật, vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Hai, sau đó tôi hồi hướng cho mẫu thân như sau, nguyện mẹ con nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, khang kiện trường thọ, phát tâm tin và nguyện niệm Phật, sau khi mãn báo thân này, vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Tôi tụng một tuần, xong bảy bộ kinh kim cang bởi lúc tụng vào khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ người thân, nên tôi chỉ tụng thầm. Lúc tụng văn hồi hướng cũng điệm thầm. Trong tâm, tưởng rõ ràng từng biến, chỉ là không đọc ra tiếng, nhưng mà chuyện tụng kinh kim can hồi hướng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng nói với mẹ hay bất kỳ ai biết. Sau một tuần, tôi đi trung quan thăm song thân, khi tôi hỏi thăm bệnh tình của mẹ, phụ thân tôi tỏ vẻ hưng phấn nói Thật may mắn rằng, cả tuần nay tim và huyết áp của mẹ tôi đều ổn, cho nên hàng ngày bà ngủ rất ngon. Liên tục 7 ngày mà không phát bệnh, đây là việc chưa từng có gần một năm nay. Nghe vậy, tôi khắp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện bình tụng kinh cho mẹ đã có tác dụng. Thế là tôi kể cho mọi người nghe sự tình, ai nghe xong cũng ngạc nhiên, đồng cho là vi diệu. Sau đó, mẹ tôi khai ra chuyện bà giấu giếm bấy lâu, Tôi nghe càng chấn động chữ Mẹ tôi thố lộ rằng Trước đây bà sợ nói ra Cả nhà không ai thèm tin Nên đằng im lặng Số là gần một năm nay Tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao Tim mệt cực kỳ Ngủ không được Hơn nữa còn luôn nhìn thấy có người đi qua lại trong nhà Mẹ tôi nhấn mạnh Là bà không hề nằm bơ Vẫn hoàn toàn tỉnh táo Vậy bà luôn nhìn thấy đám người đó Tôi hơi hoảng Hỏi liền họ ra sao họ có đủ nam đủ nữ tuổi tương đối lớn vậy hình dáng như thế nào đa số mẹ không nhìn rõ mặt không chỉ có vậy vào nửa khuya mẹ còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc có lần còn bị một ông to lớn cường tráng tướng màu hung dữ nhào đến chụp cánh tay mẹ mẹ giằng lại thoát ra mẹ giải thích bởi vì sợ thấy đám người này, nên mỗi tối ngủ mẹ đều không dám quay mặt ra ngoài. Nhưng dù có nằm quay vô vách thì một lần nọ, trước mặt mẹ, chưa đầy 30cm, bỗng xuất hiện một kẻ vừa già, vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh, đến nỗi mẹ phải nôn thóc nôn tháo, ói mửa liên hồi, rồi kẻ quái gì đó mới biến mất. Trước năm 1949, Mẹ tôi tốt nghiệp đại học, hồi chưa nghỉ hưu, từng là nhân viên Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Trung Quốc. Bà làm việc tại thôn Trung Quang, do bản thân là dân trí thức cấp cao, lại có bề dày công tác mấy mươi năm tại Viện Khoa học. Bà đâu có bao giờ tiếp xúc với những gì được xếp loại là mê tín. Tất nhiên, chẳng thể nào chấp nhận được các hiện tượng bao gồm người và vật thuộc lãnh vực này. Bà không bao giờ tin là có quỷ thần nhưng lần này oái âm thay chính bà là đích thân diện kiến quỷ khi còn đang sống lại không phải do ảo giác mà thấy điều này khiến mẹ tôi dù không muốn cũng phải tin tôi hỏi sao mẹ không nói sớm cho con biết mẹ không hiểu chuyện này rất nguy và đáng sợ hay sao điểm đáng sợ chính là khi đó một chân mẹ đã bước vào quỷ môn quan rồi tôi giải thích cho mẹ rõ trong lục đạo thì nhân đạo, súc đạo và quỷ đạo, cả ba cõi này đồng sống trong một không gian. Cõi súc sinh chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cõi quỷ thuộc âm tính, vì vậy mà con người bình thường nhờ dương khí thịnh hơn, nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi tiếp cận được, bởi vậy mà ta không thấy họ. Thế nhưng các quan gia trái chủ đã qua đời, hiện đoại trong quỷ đạo luôn chật sẵn, đợi lúc con người bệnh nặng hoặc sắp chết khí âm thịnh và dương suy thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ, báo thù. Vì vậy, ngay giây phút mẹ nhìn thấy chúng sinh cõi quỷ, tức là một chân đã bước vào quỷ môn quan rồi, nếu mẹ chỉ báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm Phật sự để giải cứu cho mẹ sớm hơn. Mẹ nói, nhưng khoảng một tuần nay, mẹ không còn thấy quỷ nữa. Chính là bắt đầu, từ hôm tôi tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ, và quan gia trái chủ của bà, thì gây tối đó chúng quỷ đã biến mất hết, suốt cả tuần không đến quấy rầy nữa. Trọn cả nửa năm sau, tôi một bề tùng kinh kim cang hồi hướng cho sông thân, tùng khoảng 100 bộ. Kể từ Chủ nhật mùa Hà năm 2009 trở về sau, bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyển tốt. Mỗi ngày uống thuốc một lần, lượng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thường. Sông thân tôi thuộc giới trí thức, họ tốt nghiệp đại học trước năm 1949, cùng là nhà khoa học ưu tú, công tác tại viện khoa học cao cấp nên thuyết phục họ tin Phật rất khó. Tôi học Phật đã hơn 20 năm, một bề tuyên dương Phật Pháp cho song thân hiểu, nhưng gia phụ một mực bán tính bán ghi, còn mẹ tôi thì dứt khoát không tin. Nhưng kể từ lúc tôi tụng kinh kim cang cầu cho mẹ chưa được cảm ứng vi diệu, chính việc này đã khiến cho hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn động và cảm kích. Lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin Phật giáo và phát tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hàng ngày, mỗi sáng tối bà đều bỏ ra một tiếng đi tán bộ, vừa đi vừa niệm Phật, tinh thần và sức khỏe sung mãn. So với nửa năm trước, giống như là hai người khác nhau vậy. Gia phụ cũng 88 tuổi, hàng ngày ông kinh hành niệm Phật hơn 2 tiếng. Tôi còn mua máy niệm Phật cho mở ở nhà suốt 24 giờ, hỗ trợ song thân, nhiếp tâm mạnh thêm. Chuyện cảm ứng của tôi nếu nhận xét theo khoa học vẫn hội đủ điều kiện để chứng minh. Rõ ràng là suốt tuần lễ tôi tụng kinh kim cang cầu cho mẹ, tôi không hề thố lộ điều này cho song thân hoặc bất kỳ ai biết. Và ngay trong thời gian tụng kinh Tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì Về chuyện bí ẩn của mẹ Vì vậy khi mọi sự được hóa giải êm đẹp Chẳng thể kết luận bằng tất cả Do tôi tự khỉ ám thị Hoặc ảo giác tạo thành Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tính Công đức kinh kim cang Quả thực màu nhiệm Không thể nghĩ lường Lá thư Độc giả Kính sư cô con xin báo một tin vui để sư cô mừng cho con và cũng để sư cô phấn khởi khi biết công lao dịch thuật của sư cô đã giúp cho đời và giúp cho người vô cùng trọng đại. Chắc sư cô còn nhớ hơn hai năm trước mắt trái của con đỏ và chảy nước mắt nóng rát vô cùng. Bác sĩ nhãn khoa ở Mỹ đã tận lực chữa cho con mà không khỏi còn 20% là mù hẳn. Sau khi đọc về thanh xà bạch xà trong câu chuyện Nước tràn Kim Sơn Tự, nơi sách Báo ứng hiện đời tập 3 của Sư Cô Dịch, thì một niềm hy vọng lé lên. Thế là, con trì kinh địa tạng và lại sám hối lương hoàng xám khoảng 10 bộ, thì bệnh mắt bớt dần, rồi sau đó khỏi hẳn. Tới giờ, tính ra đã gần 3 tháng rồi. Con báo tin chậm là do phải chờ xem mình đã thật lành hẳn hay không. Đến giờ thì chắc chắn bệnh đã lành hoàn toàn rồi Hiện tại thì con thấy đường rất rõ Dù lái xe ban đêm Bác sĩ chữa mắt cho con Cũng là một Phật tử thuần thành Sau khi nghe con tâm sự Cô ta ôm chầm lấy con mừng rỡ Cả thầy thuốc và bệnh nhân đều rơi nước mắt Một lần nữa Con xin tạ trọng ơn sư cô Và kính chúc sư cô sức khỏe NT 25 tháng 10 năm 2014 Lời gửi dịch Trên đây là lá thư của một nữ độc giả ở Mỹ Từng dạy cho các sinh viên Mỹ Nay đã về hưu Tôi xin mạng phép đăng lên Để độc giả có bằng chứng xác thực Và tăng thêm niềm tin Xin lỗi nữ độc giả này Vì đã không hỏi ý cô mà đã tự tiện tải đăng Vì lợi ích bao người Mong cô tha thứ cho Dịch giả Ngày 25 tháng 12 năm 2014 Thiếu niên bớt lương Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách từ viện Ngũ Đại Sơn, có hai mươi mấy người chờ đợi được thỉnh giáo Hòa Thượng Triều Pháp. Những người này đến từ trời Nam Đất Bắc, luôn phiên nhau hỏi, mà vì sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng đề đến mấy, ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy có hiệu quả ngay, lây người tỉnh mạnh. Khiến cho người nghe cảm giác như được uống cam lồ, pháp hỷ tràn trề, sung mãn. Bà sư phụ, con từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh, ba năm trước con bị bệnh nặng lắm, sau đó toàn thân phát đau đớn, bị hành hạ, hà. còn ăn uống không có vô, ngủ cũng không được nữa. Tứ chi nó quẩy quải không có sức lực, thống khổ vô cùng sư phụ ơi. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám con là không có ra bệnh họ chỉ nói là công năng thần kinh thực vật bị rối loạn cái gì đó con đã tìm nè chăm uống đủ thứ thuốc nhưng vô dụng hết mà uống nhiều thuốc vô còn bị tác dụng phụ nữa thân thể của con này ngày càng suy lần này con đến bắc kinh khám họ cũng chẩn đoán anh nói y như ở đài loan vậy đó không ai tìm ra nguyên nhân gì hết chán nản quá trời quá đất luôn trước khi về đài loan con muốn lên ngủ đài sơn bái bồ tát vừa rồi có nghe một cái lão tiên sinh đi cùng xe luôn miệng tán tháng ngày nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho con Thì tốn bao nhiêu con cũng trả hết Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi Thân hình gầy ốm Ngủ quan Tuy đoan chánh Nhưng sắc mặt rất âm u Từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám So với các thiện chứng đang ngồi tại đây Thì rất là tương phản Âm thanh sư phụ không cao Nhưng đầy nghiêm nghị Lạnh nhạt Ngài nói anh chẳng phải là đồ đệ ta Không cần gọi ta là sư phụ Ta cũng không phải là đại phu Không có khám bệnh Càng chẳng dám lấy tiền của anh Anh hãy đi về Mà thỉnh các vị cao minh khác đi Nói xong Hòa thượng truyền lệnh đuổi khách Khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên Xưa nay Ngài chưa từng đối với ai như vậy Người Đài Loan này Cảm thấy rất khó chịu gương mặt xám vàng của anh ta bỗng đỏ phừng phừng lên anh tức giận nói nhà phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao lý do nào mà ông không khám cho tôi mà khám cho người khác không vậy là còn muốn đuổi tôi đi về nữa trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta câu này khi anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi. Anh có vẻ sững sờ, mắt mở to, kinh ngạc, sắc mặt từ đó phừng, chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao sao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh dũng nhận thưa. Ừ, ngày, 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 sao mà biết việc của con? Trong đây đâu có ai quen biết con đâu ta đâu cần người khác mách vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng bốn chữ ngỗ nghịch bất hiếu rất to kìa nghe nói vậy anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình đi kiểm tra ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh cùng tìm tòi soi mói nhưng không thấy có gì khác lạ lúc này anh đột nhiên đứng dậy tiến tới mấy bước quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, run rẩy ai cầu, sư phụ cứu anh. Anh kể, mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp đánh nhau, chửi rủa người anh điều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học khai trừ, anh trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái cướp bóc không ác nào mà không làm cha anh tức giận đánh anh, Chà anh phản công khiến cho ông ngã nhào trên đất, anh còn xô té luôn mẹ và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa thiêu rụi trụi lũi cả nhà phụ thân anh tuổi cao giận quá sinh bệnh nằm liệt giường mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông lại sợ anh ở ngoài tạo họa gieo ác cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời anh ta hướng về hòa thượng diệu pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình khi kể đến sông thân tạ thế thì anh không ngăn được nghẹn ngào bật khóc to thế là một khối đá cứng cỏi ương bướng khó điều phục đã bị quy đức của sư phụ làm cho mềm nhũng phải mộp đầu phủ phục trong lòng tôi hết sức cảm thán xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt của sư phụ đều giống như có chữ viết lên trên thân họ ngài đều nhìn thấu hết hòa thượng dịu dàng nói được rồi đứng dậy đi nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy có làm được không anh ta vui mừng nói lia <laughs> dạ được, dạ được, con làm nổi mà Con nhất định sẽ sửa lỗi Nguyện làm người tốt kể từ đây luôn Được rồi Ta thu nhận con làm đệ tử Anh ta sung sướng Dập đầu lia lịa Người ta kháng phòng cũng xôn xao Đứng dậy Thành kính chắp tay Hôm nay Họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động Nên hoan hỷ tán tháng không thôi Hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ hãy dựng hắn lên chánh điện dạy hắn cách lễ bái sám hối để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện bao giờ tạ tội xong hãy trở ra sau một tiếng rưỡi lúc anh đài loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ thì trong anh đã thần thanh khí sáng linh hoạt tươi tắn giống như hai người trái ngược hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu anh tự thuật mình đã phát nguyện trước phật từ đây quy y phật môn sửa lỗi hướng tiện và sau khi phát nguyện xong anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái dường như bệnh tật đã lành tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt phật nói tất cả chúng sanh đều có phật tính đều có thể làm phật chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc phật lại nói biển khổ vô biên quay đầu là bờ buông giao đồ tể lập tức thành phật trước mắt anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch bị trời đất khiển trách phải cô mang hình phạt lãnh báo hiện tiền bệnh tật hành thân triền biên may gặp binh sư hóa độ mới biết sám hối tỉnh gộ tẩy tâm đổi mặt đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh tự nói Phật là vị đại y vương chân chánh Phật Pháp có thể trị bốn vạn tám ngàn bệnh Tôi là một lần nữa được chứng kiến quy luật Phật Pháp vô cùng Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian khác Chỉ cần chúng ta bình thường sống không cẩu thả mảy tơ Thì sinh hoạt ngày thường đối với Pháp luôn tương ưng và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm miệt thị phật giáo là mê tín vậy vậy